Thưa quý vị và các bạn, tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt của huyện Ea Leo được xây dựng từ năm 2007, quy mô là đường cấp 4 nông thôn. Tuy nhiên do mật độ giao thông lớn, nhất là xe chở nông sản tải trọng lớn thường xuyên đi qua, nên thời gian gần đây tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn giao thông. Ông Lương Văn Lại ở thôn 10 xã Chư Mốt, huyện Ea Leo, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Để ra trung tâm xã giải quyết thủ tục hành chính, ông phải đi qua tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt vốn đã xuống cấp. Nhiều đoạn ổ voi gồ ghề làm cho ông điều khiển xe máy rất khó khăn. Nó ảnh hưởng đường xá đi lại, bà con các thứ xe cộ đi lại nó vất vả lắm. Đường bây giờ vận chuyển các thứ nó kinh tế nó giảm chút, trong chuyển không được. À, nó chứ khó khăn các thứ, mưa xuống cái là nó khó, nó ổ cả đường xá nó đi vất vả. Theo ông Triệu Văn Yên ở thôn 13 xã Ea Khan, huyện Ea Leo, tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt đã xuống cấp nhiều năm nay. Đây là khu vực bà con trồng nhiều loại nông sản. Đến mùa thu hoạch, việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn nên chi phí sản xuất bị đội lên, làm ảnh hưởng đến kinh tế của bà con. Nó ảnh hưởng đến nhân dân bà con là đi lại khó khăn. Một là, thứ nhất là đi học sinh đi lại. Rồi còn thứ hai là bà con đi lại làm xe cũ đi khó quá. Cũng mong muốn là nhà nước có sửa lại con đường cho nhân dân đi lại cho nó dễ dàng. Tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt có chiều dài 12 km. Trước đây là đường dân sinh, nhưng do nhu cầu đi lại của người dân ở khu vực này cao, nên năm 2007, Ủy ban Nhân dân huyện Ea Leo quyết định đầu tư con đường này theo quy mô đường nhựa cấp 4 nông thôn, mặt đường rộng 3,5m để phục vụ giao thông, nhất là nhu cầu giao thương vận chuyển nông sản của người dân các xã Ea Khan, Chư Mốt, Evi. Đặc biệt khi tuyến đường Ea Leo, E Súp xuống cấp, chờ thi công thì đường liên xã Ea Khan, Chư Mốt là tuyến đường huyết mạch để người dân các xã Chư A Mung, Evi, Chư Mốt vận chuyển hàng hóa nông sản ra trung tâm huyện và đến các địa phương khác. Chính vì lượng xe lưu thông nhiều nên những năm gần đây, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi sâu từ 30 đến 40cm, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Thực trạng bây giờ thì chúng tôi chủ yếu hàng năm thì bố trí được cái vốn sự nghiệp giao thông để đáp ứng được cái nhu cầu đảm bảo giao thông trong mùa mưa. Chỗ nào hư hỏng nhiều là chúng tôi khắc phục sửa chữa để đảm bảo cái vấn đề về giao thông thông suốt. Còn bây giờ duy tu bảo dưỡng lại các cái trục đường ở trên địa bàn theo cái quy định thì thực sự mà nói là cái nguồn ngân sách huyện không thể đáp ứng được. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hàng năm Ủy ban Nhân dân huyện Ea Leo đều bố trí vốn sự nghiệp để duy tu sửa chữa những đoạn đường xuống cấp của tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt. Tuy nhiên do kinh phí hạn chế nên mỗi năm chỉ bố trí sửa chữa chưa đến 1 km. Tuyến đường liên xã Ea Khan Chư Mốt đang rất cần được sự đầu tư sửa chữa để phục vụ nhu cầu giao thương của người dân cũng như việc đi lại của các em học sinh.